Tổng thống Zelensky hối thúc Mỹ dỡ rào cản, lên dây cót tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nga tung video UAV Lancet phá hủy radar phòng không hàng hiếm của Ukraine. Điều đặc biệt về khí cầu Nga chuyên răng lưới bắt UAV Ukraine. Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với những tin tức thời sự được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Nghệ An TV. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung sẽ có trong chương trình. Trong bài phát biểu tại Viện Ronald Reagan ở Washington, Mỹ hôm 9 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Mỹ nên cho phép lực lượng Kiev sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea, khu vực Nga tuyên bố sáp nhập năm 2014. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Hội nghị kéo dài 3 ngày nhân kỷ niệm 75 năm thành lập NATO với chương trình nghị sự tập trung chủ yếu vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Zelensky nói, hãy tưởng tượng chúng ta có thể tiến xa bao nhiêu khi mọi hạn chế được dỡ bỏ. Trước đó, ngày 31 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Blinken cho biết những vũ khí này chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực ở Nga giáp với vùng Kharkov. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai. Theo Tổng thống Biden, Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga và không cho phép tấn công vào thủ đô Moscow cũng như Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine. Mỹ đã giới hạn loại vũ khí mà Ukraine có thể dùng, bao gồm pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kiev dùng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAK có tầm bắn lên đến 300 km để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Zelensky đã ca ngợi quyết định của Mỹ khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công lãnh thổ Nga. Ông nói rằng quyết định này cho phép lực lượng Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và giúp Kiev bảo vệ các thành phố ở Kharkov tốt hơn trước các đòn tấn công liên tiếp. Ông Zelensky nói thêm, tương tự như vậy, bây giờ chúng tôi có thể bảo vệ các thành phố của mình khỏi bom dẫn đường của Nga nếu lãnh đạo Mỹ tiến thêm một bước và cho phép chúng tôi phá hủy máy bay quân sự Nga tại các căn cứ của họ. Tổng thống Ukraine cho biết quyết định như vậy sẽ mang lại kết quả ngay lập tức. Ông Zelensky cũng cho rằng các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí Mỹ có thể thúc đẩy cuộc phản công của Ukraine tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, và chúng tôi có thể hạn chế đáng kể các hành động của Nga ở miền nam Ukraine, đồng thời đẩy Nga ra khỏi khu vực đó, nếu lãnh đạo Mỹ hỗ trợ chúng tôi với khả năng tấn công sâu nhằm vào quân đội và hậu cần của Nga ở Crimea. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Mỹ đừng chờ kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới để tăng cường hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh, mọi người đang chờ đợi tháng 11, người Mỹ đang chờ đợi tháng 11, ở châu Âu, Trung Đông, Thái Bình Dương, cả thế giới đang hướng tới tháng 11 và thực sự mà nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang chờ đợi tháng 11. Đã đến lúc phải bước ra khỏi bóng tối, đưa ra những quyết định mạnh mẽ để hành động chứ không phải chờ đợi đến tháng 11 hay bất kỳ tháng nào khác. Bài phát biểu của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi Ukraine cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa hàng loạt vào lãnh thổ. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington sẽ không thay đổi chính sách của mình đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sau vụ tấn công gần đây. Ngày 9 tháng 7, tài khoản Warrior of North có liên hệ với cánh quân Bắc của Nga đã công bố video ghi lại đòn tấn công của máy bay không người lái cảm tử Lancet nhằm vào đài radar phòng không đa năng EMHR được quân đội Ukraine bố trí gần làng Lipsy ở tỉnh Kharkov. Trong video, phi cơ trinh sát Nga phát hiện binh sĩ Ukraine triển khai tổ hợp EMHR tại một vạt rừng và cung cấp tọa độ mục tiêu cho kíp vận hành Lancet. Sau đó, UAV cảm tử lao xuống và phát nổ, khiến đài radar Ukraine bốc cháy dữ dội và nhiều khả năng đã bị phá hủy hoàn toàn. Tài khoản này viết, không ai dập lửa sau đòn tấn công, khiến radar hàng hiếm của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn. Hiện Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Radar phòng không đa chức năng IMHR được phát triển bởi liên doanh Radar Electronic Industry của Israel và Mỹ. Có khả năng theo dõi nhiều loại mục tiêu trong môi trường bị gây nhiễu. Nhà sản xuất cho biết hệ thống này có thể phát hiện máy bay từ khoảng cách 65 km, bám bắt UAV cỡ nhỏ và tên lửa hành trình ở xa 10 đến 15 km. Năm 2023, Tổ chức Tình nguyện Blue Yellow ở Litva thông báo đã chuyển giao 3 đài radar IMHR đầu tiên cho Ukraine và cam kết cung cấp tổng cộng 16 tổ hợp. Giới chức Israel không đề cập thương vụ này, nhưng truyền thông Ukraine nói rằng các đợt chuyển giao khí tài quân sự như EMHR qua bên thứ ba đều phải được Bộ Quốc phòng Israel phê duyệt. Hồi tháng 5 năm ngoái, quân đội Ukraine bắt đầu vận hành tổ hợp EMHR đầu tiên nhằm đối phó các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình và UAV Nga. Dữ liệu nguồn mở cho thấy ít nhất một đài EMHR đã bị UAV Lancet tập kích tại tỉnh Kherson hồi tháng 2 năm nay. Thống kê nguồn mở cho thấy UAV Lancet đã tập kích hơn 2.000 mục tiêu của Ukraine kể từ khi thực chiến lần đầu hồi tháng 7 năm 2022. Con số thực tế có thể cao hơn do nhiều video không được quân đội Nga công bố để bảo đảm bí mật. Gần đây, Nga đang phát triển một mạng lưới khinh khí cầu để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, tương tự như chiến thuật từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Công nghệ phát triển và chống UAV tại Sanh Petersburg vừa qua, Giám đốc điều hành công ty Pervy Drizab, chuyên sản xuất khí cầu vận tải, bà Polina Albek cho biết, chúng tôi đã chế tạo hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái UAV có tên Parier dựa trên kinh nghiệm từ các thế hệ trước. Theo Telegraph, các khinh khí cầu sẽ được đặt trong nhà chứa máy bay. Từ đó chúng sẽ nhanh chóng bay lên liên tiếp rồi thả tầm lưới cao 250 m để tạo thành lớp phòng thủ trên không, ngăn máy bay không người lái đang lao tới. Mỗi khinh khí cầu có thể bay cao 300 m so với mặt đất, tải trọng tối đa khoảng 30 kg, đủ để mang theo một tấm lưới nhẹ. Ngoài ra, chúng có thể được trang bị radar, thiết bị gây nhiễu điện tử và camera cho tầm nhìn 360 độ, với phạm vi quan sát lên tới hơn 10 km. Một số bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều khinh khí cầu màu trắng có vây lớn màu xanh lam ở phía sau, bay lơ lửng trên khu rừng Bạch Dương và hồ nước của Nga. Theo bà Albek, các khinh khí cầu cũng có thể được gắn một loại súng chân không để phóng các tấm lưới siêu nhẹ vào máy bay không người lái đang lao tới. Bà Albek cho biết, hệ thống này đã được thử nghiệm và công ty đang có rất nhiều đơn đặt hàng. Các nhà phát triển đã lấy cảm hứng từ việc sử dụng khinh khí cầu trong Thế chiến thứ nhất. Ngoài ra, phương tiện này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Anh trong Thế chiến thứ hai. Theo Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia ở London, Anh từng sử dụng 2.748 khinh khí cầu vào tháng 9 năm 1941. Sau đó, khinh khí cầu cũng được sử dụng trong cuộc đổ bộ D-Day lên bờ biển Normandy Pháp ngày 6 tháng 6 năm 1944 để bảo vệ binh sĩ và tàu thuyền của quân đồng minh. Ở thời điểm đó, khinh khí cầu buộc máy bay của Đức phải bay cao hơn, khiến chúng khó tấn công mục tiêu và dễ bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không. Chưa kể, các dây cáp để neo giữ khinh khí cầu với mặt đất cũng có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho các loại máy bay chiến đấu. Khi quân Đức tấn công, Anh được cho là đã đánh chặn hơn 200 tên lửa nhờ rào chắn khinh khí cầu. Hiệp hội Không quân Hoàng gia Anh đánh giá khí cầu là phương tiện phòng thủ quan trọng để đối phó không quân Đức Quốc xã. Tổ chức này cho biết các sợi dây xích có thể gây hư hại nghiêm trọng hoặc phá hủy máy bay đâm vào chúng. Nếu bắn hạ khí cầu, máy bay đối phương sẽ kẹt trong vụ nổ khí hydro. Về mặt lý thuyết, việc sử dụng rào chắn từ khinh khí cầu sẽ đạt hiệu quả tương đương nhằm ngăn chặn máy bay không người lái tấn công tầm xa vốn hoạt động ở độ cao tương đối thấp và bay với tốc độ chậm hơn nhiều so với máy bay chiến đấu. Một khi chạm vào hệ thống lưới, các UAV sẽ phải tạm dừng hoạt động, thậm chí bị vô hiệu hóa. Bà Albek lưu ý, các khinh khí cầu cho phép phòng thủ theo chiều dọc, tạo ra rào cản hiệu quả chống lại máy bay không người lái bay thấp muốn tấn công các vị trí nhạy cảm. UAV có thể không quan sát được tấm lưới từ xa vì chúng rất mỏng. Trước đó, nhiều nhà quan sát quân sự của Nga đã kêu gọi cải thiện khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái của Ukraine có ý định tấn công căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu, thậm chí cả hệ thống radar tiên tiến của Nga, hoặc đưa cảnh báo sớm về một vụ phóng tên lửa hạt nhân. Nga được cho là đã sử dụng khinh khí cầu trong cuộc chiến tại Ukraine. Năm 2023, không quân Ukraine cáo buộc Moscow phóng hàng chục khinh khí cầu vào Kiev để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của đối phương trước khi thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Mặc dù Nga không công khai giá của những chiếc khinh khí cầu, nhưng một số nhà phân tích cho rằng giá hệ thống này sẽ thấp hơn việc lắp đặt các hệ thống phòng không xung quanh một cơ sở chiến lược. Một trong những loại khinh khí cầu được Nga sử dụng hiện nay là khinh khí cầu AKV-05, được trang bị hệ thống giám sát quang học, nhiệt và vô tuyến, có khả năng trinh sát ở khoảng cách lên tới 10 km. Ukraine nhiều lần dùng UAV tầm xa và UAV tập kích hạ tầng trọng yếu của Nga, trong đó có một số tổ hợp công nghiệp và cơ sở dầu khí. Cuối tháng trước, giới chức Ukraine tuyên bố nước này đã tấn công hơn 30 cơ sở dầu khí của Nga, khẳng định có thể tập kích mục tiêu cách biên giới 1.500 km. Hồi tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR), Trung tướng Kyrylo Budanov cho biết, quân đội nước này đã phóng 70 UAV nhằm vào căn cứ không quân Morozov ở tỉnh Rostov, cách biên giới hơn 320 km. Theo một nguồn tin an ninh Ukraine, vụ tập kích là một phần của chiến dịch dài hạn nhằm làm suy yếu không quân Nga. Cũng trong tháng 6, Kiev tuyên bố đã bắn trúng một máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 đỗ tại sân bay Aktubin ở miền nam của Nga. Hồi tháng 5 năm 2024, Ukraine tuyên bố đã thực hiện một trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xa nhất từ khi xung đột nổ ra. Các quan chức Ukraine cho biết UAV này đã di chuyển 1.496 km để tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Ông George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng, ở thời điểm hiện tại, quân đội Nga đang chiếm ưu thế. Họ có thể chọn địa điểm, thời gian, chiến thuật để tiến hành các hoạt động tấn công ở bất cứ nơi đâu dọc theo chiến tuyến dài gần 1.000 km, đồng thời tạo ra các hành lang liên lạc kết nối những thành phố mà họ kiểm soát được ở Ukraine và tạo ra xương sống cho việc phòng thủ miền đông Ukraine.